con ngựa mất trộm. Một đêm nọ, có một tên trộm lẻn vào chuồng ngựa của bác nông phu, bắt đi con ngựa đẹp nhất. Khi ấy đang mùa cày xới, bác nông phu không làm sao được, bác đi chợ phiên tìm mua con khác. Trong số ngựa được đưa ra bán, bác nhận ra con ngựa của mình. Tức thì bác nắm dây cương và la lên: "Con ngựa này của tôi, người ta đã bắt trộm của tôi 3 ngày nay "Ông nhầm rồi," tên trộm trả lời. "Tôi có con ngựa này từ 1 năm nay. Nó có thể giống con ngựa của ông nhưng không phải của ông." "Thôi được," bác nông phu tiếp lời, đồng thời đưa 2 bàn tay lên che 2 mắt con ngựa. "Nếu nó thuộc về anh thì hãy cho tôi biết nó chột mắt nào." Bất ngờ trước câu hỏi này, để chưa kiểm tra kỹ con ngựa, tên trộm trả lời hú họa: "Mắt trái." "Anh nhầm rồi," bác nông phu kêu lên, "mắt trái nhìn rất tốt." "À, thôi đúng rồi," tên biệt nói tiếp, "tôi muốn nói là mắt phải." "Giờ thì chắc chắn rồi," bác nông phu nói to với những người đứng vây quanh, "người này là kẻ nói dối. Quý vị nhìn xem, con ngựa không hề chột mắt, tôi đã đặt bẫy và tên trộm đã sa vào." Tất cả những người chứng kiến phá lên cười và vỗ tay. Cảnh sát bắt giữ tên trộm, còn bác nông phu thật hạnh phúc, lên ngựa đắc thắng ra về. Kẻ trộm dù có quỷ quyệt đến đâu, cuối cùng cũng bị phát hiện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Chúc các bạn một ngày thật là vui vẻ. Các bạn nhớ đăng ký kênh Bé Học Bé Chơi và nhớ nhấn vào chuông thông báo để nhận được những video mới nha. Xin chào và hẹn gặp lại.